Hello, xin chào các bạn đang xem kênh Cô Hai Dĩ An. Hôm nay nhà mình sẽ làm hoành thánh nha. Các bạn muốn làm thì bắt tay vào bếp làm chung với mình nha. Mình có hoành thánh thì mình mua ở ngoài chợ sẵn luôn, mình không có làm cái giỏ hoành thánh nha. Mình sẽ thêm là bắp. Bắp thì mình có thể là mình xay ra cho nó nhuyễn một tí. Và 500 g thịt xay, 500 mọc, còn gọi là giò sống á. Và một củ cà gó thì khoảng 300 g. Mình cho một xíu hành, đậu hành và hành lá vô luôn. Và sau đó mình sẽ nêm một muỗng canh tiêu. Hạt nêm thì trong mọc mình đã nêm rồi, các bạn hạn chế nêm nha. Nêm nhiều quá nó sẽ mặn á. Rồi các bạn sẽ trộn nó lên, mình trộn cho nó đều. Rồi sau đó mình sẽ cho hai cái gia vị này nè, nó nghỉ khoảng trong vòng nửa tiếng. Rồi mình sẽ gói hoành thánh nha các bạn. Rồi bây giờ nó đã đều như vậy rồi nè. Thì tổng cái này, cái nhân của mình là gần 1 ký. Sau 30 phút mình đem đi gói. Cái lá hoành thánh này mình mua nó hơi bị cứng rồi, gói nó không có được đẹp lắm các bạn. Rồi mình sẽ cho cái nhân vào trong cái chính giữa cái hoành thánh. Rồi mình sẽ dùng cái nước á, mình trét hai bên. Đó, bốn bên luôn. Nếu mà mình gói theo cái kiểu của mình thì trét bốn bên luôn. Còn các bạn gói theo một cái kiểu tam giác khác á, thì trét có hai bên thôi. Vì do cái hoành thánh của mình nó bị cũ quá hay sao, nó hơi cứng. Cho nên là cái này thì mình sẽ trét cho đều nước lại luôn. Mình bôi hết xung quanh bốn góc luôn ha. Rồi mình sẽ bóp chế nhân cho nó đều ra. Tiếp theo đó thì mình sẽ làm một cách khác nữa. Các bạn, mình rửa tay sạch rồi nha, chứ mình không có đeo bao tay được. Làm cái này đeo bao tay vô khó làm lắm. Bạn có thể dùng cái trứng gà cũng được, nhưng mà mình thấy dùng nước á, mình dán nó cũng dính lại à. Mình không có cần dùng trứng gà đâu. Rồi mình làm theo kiểu này nữa, nhưng mà mình làm theo cái hình mà giống như một cái thỏi vàng hay một cái bông hoa gì đó. Do cái nhân của mình nó hơi to nè, tại vì nhân nhiều mà nhà giàu rồi đó, thấy chưa. Rồi các bạn túm hai cái đầu lại rồi mình dán nó lại là nó sẽ dính ha. Nếu các bạn làm cái nhân ít xíu á, thì ngay chỗ khúc thỏi vàng này nè, nó sẽ không có bị lõm như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ làm thêm một cái khác nữa nha. Hình ở thỏi vàng thì cũng rất là đẹp luôn. Nếu mà các bạn làm cho ngày rằm, ngày cúng nào đó, mình làm đồ chay á, mình cũng gói theo cái kiểu này nè. Đây là cái hoành thánh truyền thống. Thì cái này rất là dễ luôn, cứ túm túm nó lại là nhanh lắm. Làm cái này thì rất là nhanh luôn. Do cái lá hoành thánh này nó hơi cứng á, mình gói nó dễ bể lắm. Rồi bây giờ mình đi mua một cái lá hoành thánh mới nè. Cái này thì mới ra luôn, nó bọt nó còn nhiều như vậy nè. Nhưng mà các bạn mua hoành thánh nhớ rút kinh nghiệm nha. Cái nào mà có nhiều bột trắng như gì là hàng mới, còn cái nào mà mình dở lên nó không có còn bột nữa đó là cái hàng nó đã cũ qua ngày rồi, nó cứng ngắc à, mình gói nó không có ngon và nó dày dày, nó dễ bể lắm đó. Bây giờ mình sẽ quay lại cách mình gói lại nè, các bạn thấy nó rất là mềm không đấy. Bây giờ mình gói giống như một cái túi tiền vậy đó, rồi mình dàn cái nhân trong nó ra. Tiếp theo đó mình cũng gói tiếp theo cái mẫu khác ha. Nó rất là nhiều mẫu gói bánh luôn. Đó, mình chỉ gói ba bên thôi. Rồi mình sẽ làm cái tam giác lại. Cái loại này á, thì mới á, các bạn thấy nó mềm hơn so với cái hồi nãy lúc đầu mình làm ha. Nó cứng á, mình bóp 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 nó là nó bể cái hoành thánh ra. Còn cái này mình bóp thoải mái luôn, nó rất là dẻo. Hàng mới thì nó khác so với cái hàng cũ. Đó, các bạn cũng bóp nhuyễn nhuyễn ra, nó ra như một cái hình tam giác vậy nè. Đó, gần lát nữa mình sẽ đem đi chiên ha. Và tiếp theo mình cũng làm thêm một cái hình thỏi vàng nữa. Cái này thì mình gói xong á hả, cũng lâu lắm, gần 2 tiếng đồng hồ mới xong hết á. Cái này mình làm giống cái túi kim tiền nha các bạn, cũng gấp 4 góc lại như vậy nè. Mà nói chung là mấy cái này nó dễ và nhiều mẫu nhiều kiểu để làm lắm các bạn. Sơ sơ không mà mình thấy cũng đã 3 4 mẫu rồi đó, đơn giản thôi.
Các bạn thấy nhanh không? Bây giờ tiếp theo thì mình cũng làm thêm một cái mẫu mới nữa. Do cái lá này nó mềm, nó dễ làm á, nên mình cũng thấy có cái hứng thú để làm. Còn lúc mà mình mua cái bọc đầu tiên về làm nó dở quá và nó cứng nữa, không có thích làm tí nào hết á. À, bây giờ mình sẽ làm một cái thỏi vàng lại ha. À, trên này các bạn nhớ trát một xíu nước vô, nếu mình không quét nước vô nó không có dính đâu. Trong cái bọt này nó phải có miếng nước vô nữa nó mới dính được. Có nhiều bạn thì dùng trứng gà quét vô phần trên đó, nhưng mà mình cũng không có cần dùng dùng trứng gà đâu. Đó, mấy ngày tới đó các bạn nên làm mấy món này sẵn để mình đãi khách cũng được nữa. À, rất là ngon luôn á. Các bạn thấy nó cũng nhanh lắm á. Mình gói nãy giờ là cũng gần 2 tiếng rồi mà còn nhiêu đây nè. Nhiều mẫu lắm, trang trí nhiều mẫu nhiều kiểu á, nhìn nó thích mắt dễ sợ luôn á. Làm cái gì chứ làm mấy cái này thì mình lại thích làm hơn. À, mình cứ tò mò tận mắt tỉ mỉ á. So với mấy cái khác thì mấy cái nào mà làm có nhiều hoa văn hay là màu sắc đó là mình lại hứng thú làm nhiều hơn. À, bây giờ mình sẽ gói lại giống như một cái khăn vậy đó. Mà cái này mình gói không có được đẹp do cái góc của mình gấp nó bị sai rồi. À, nó bị một cái bên bự một bên nhỏ rồi. Bây giờ mình cố gắng mình gấp lại ha. Nhưng mà các bạn nào khéo tay á, gấp nó sẽ đẹp hơn mình nhiều. Và bây giờ nó ra một cái hình dài luôn rồi. Thôi kệ, lát nữa mình cũng cho vô bụng mình luôn. À, cứ chỉnh sao nữa nó cũng không có được hình vuông giống như mình mong muốn. À, mình cũng tán cái phần thịt gan cho nó đều qua hết tất cả các vỏ bánh ở ngoài ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho lên mình chiên. Mình sẽ dùng một cái nồi nhỏ xíu như này, mình đổ dầu vô nhiều vô để mình chiên á. Các bạn cho lưng dầu gì là lúc mình chiên á nó mau chín và nó không có bị dính dưới ha, và đớp bớt hao dầu. Đây mình sẽ cho thêm một xíu dầu nữa, do lúc đầu mình đổ dầu vô cái chai dầu nó hết á, giờ mình đổ thêm chai dầu mới vô nữa ha. Các bạn nấu cho nó sôi lên. Rồi mình sẽ cho bánh vô nè. Rồi các bạn cứ cho từ 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 vô. Một lần mình chiên được 4-5 bánh á. Rồi các bạn cứ dở lên dở xuống như vậy nè. Có cái lòng này nó được lượt được cái bột. Mình cũng thấy nó dễ làm lắm. Và nhiều khi mình cũng muốn mua nguyên cái nồi chiên mà bằng inox á. Giống như người ta chiên gà đồ ở ngoài chợ á. Mà cái nồi đó mình nghĩ chắc nó cũng hao dầu lắm á. Do mình chuyển qua cái bếp hồng ngoại á, các bạn nhìn thấy cái nồi này nó rung không? Bây giờ mình phải vịn nó lại nè. Giống như nó sốc nhiệt hay sao không biết nữa, để qua nó nóng quá nó rung 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 gì nè. Đó, mình chiên xong khoảng chừng 5 phút là nó chín hết rồi. Rồi mình sẽ gấp ra và mình để cho nó nguội nguội xíu, mình chiên lại lần hai thì bánh nó mới giòn nha các bạn. Rồi bây giờ mình gấp ra ha. Các bạn thấy những cái bánh mình gói nãy giờ mình gấp ra nhìn thấy nó đẹp chưa? Hồi lúc mà mình gói mình thấy nó to lắm nha. Chiên cái nó tớp lại còn có bao nhiêu đây à? Đó, buổi sáng như vậy là cũng đủ cái dinh dưỡng cho cả gia đình rồi. Tại vì cái món này ăn giặt thì trẻ con, người lớn, người nhỏ gì ai cũng thích ăn hết trơn á, trời á. Các bạn biết tới giờ này sao tối thui không? Nó cúp điện. Chiên vừa xong nó cúp điện luôn á, tối thui à. Cái này là mình chưa chiên được kịp với lần hai nữa nè. Mới có một lần một thôi đó. Cho nên nó cái ngoài vỏ thì nó giòn nhưng mà trong chính giữa nó mềm nha các bạn. Nên nó chưa có được giòn lắm. Đáng lẽ mình chiên có lần hai nữa nó giòn nó mới ngon. Mà su sao hôm nay nó lại cúp điện sớm nữa. Mới 6 giờ nó cúp rồi. Bây giờ con mình nó đòi thử, mình chấm cho nó thử luôn. À, ngoài nó rất là giòn luôn nha, sừng sực luôn á. Rồi sau đây mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Các bạn yêu thích kênh, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký.